vô luôn chơi. Đây, phòng trọ cho thuê giá 1,2 triệu đầy đủ tiện nghi, có sẵn 4 bức tường rồi em. Đặt cọc 500 ngàn vô ở luôn. Đi, đặt cọc 500 ngàn ở luôn. Có sẵn cái máng rồi. Dởm gì có rồi. Đây thuê phòng á anh. Ừ. Phòng sao? Được quá ha. 500. 500, rẻ. Rẻ. Đưa tới trước. Ủa, có đặt cọc chưa? Đặt cọc nè. Ờ quên, đặt cọc trước rồi thôi nha. Đâu. Trời ơi. Ừ nha, rồi mai cô dọn vô ở liền nha. Mai dọn vô ở liền nha. Ờ cảm ơn em, mai dọn ở liền nha. Cảm ơn em nhiều. Yên tâm nha. Ờ phòng đã à, cái máng đã mày. Kim ơi. Dạ em tới nhận phòng chị. Phòng gì? Dạ hôm qua em mới đặt cọc á. Đặt nhiêu? 500 ngàn. 500 ngàn gì? Nhìn xung quanh thấy có bạn nào không? Biến. Biến. Đi. Dễ thương ghê. Mướn nhà gì mà tháng xài có mấy ngày à. Phải được về hoài đỡ biết nhiêu. Ê, lần sau nhớ tao ủng hộ con nữa nha. Dễ rồi bà con. Dễ rồi. Ê. Ai cho mày bán đây à? Anh mua đi, anh mua đi. Lần sau có bán đây nữa nha mày. Thấy chưa, thấy chưa? Nghe chưa? Tao nói mày lần sau không có vô đây bán nghe chưa mày? Chứ 4:30 ai về nhà là thắng. Không có luật khu nào của ai hết. Dạ. Đàn ông con trai la bài hải bài hải. Chị đàn bạn gái nhẹ tay tí đi. Mới nói vậy. Thằng này. Hai à. Hai cho em đi kiếm tiền với hai đi. Mày bị điên hả? Làm lừa đảo là không có đường quay lại đâu. Em cần cái gì mà quay đầu đâu. Em chỉ muốn đi kiếm tiền thôi à. Chứ em đâu có thích làm ba cái công việc mà rẻ tiền lại còn bị đánh nữa. Hai cho em đi hai đi. Không là không. Trời ơi. Hai mà không cho em đi kiếm tiền với hai á, em mét má lầm. Là hai với mấy người kia đi lừa đảo, đi gạt tiền. Tao thách. Hai đứa ăn gì chưa vậy con? Giấu gì sau lưng vậy? Đưa cái tay ra coi coi. Đưa tay ra. Đưa tay ra. Trời đất ơi, sao mà bầm tím vậy con? Con bị cái gì vậy? Con bị gì? Nó bị mấy thằng ở xóm trên đánh đó má. Hên mà con tới kịp á. Con. Má đã nói con rồi. Má dạy dỗ cho con là để con giữ gìn sức khỏe. Tại sao con đi đánh nhau vậy hả? Nhưng mà đánh thằng Hoàng trước mà má.
Trời ơi, thiệt là trời. Sao không gọi công an dân phòng người ta giải quyết cho? Rồi mình đánh lại tụi nó, chẳng khác nào là mình giống như tụi nó. Dạ, đứng gì nữa má. Được rồi, hai đứa đi ra đây, quỳ trước bàn thờ ba má tụi con, mau lên. Mỏi chân quá. Tại ai? Tại chị với tại ai? Cho nó lại á. Tại chị với tại ai? Cho nó lại lần nữa. Tại chị với tại ai? Không, khi mà người ta nói vậy không có nghĩa là nói lại, đúng không? Tính quỳ tới sáng hay gì? Bác ngủ rồi thì dậy đi. Anh Phi Lũ, anh cho em theo kiếm ăn với. Biết đánh bài không? Không. Đánh bài á, có lúc mày ăn có lúc mày thua. Còn lừa đảo người ta á, thì chỉ được ăn chứ không được thua, biết không? Ủa chứ thua mày mất cái gì? Đánh bài mày thua mày mất cái gì? Mất tiền. Còn lừa đảo mày thua là mày mất mạng á. Trời, cái gì ghê vậy ba? Vậy mất cái khác được không? Được. Mất lỗ tai. Ai ăn? Tao cắt cái lỗ tai mày. Gì cả. Nhưng mà em không có sợ. Mày hai. Gì? Đợi cho em theo đi. Sao mày không ở nhà phụ má Lâm đi? Trời ơi, nấu thịt bán nước sầm đâu. Cho đi đi. Anh thấy á, mình sinh ra trong hoàn cảnh vậy rồi. Bây giờ mà em không dạy nó lừa đảo thì sớm muộn thì xã hội cũng lừa đảo nó. Đúng. Tha là mình dạy cho nó hư, còn hơn để mày hư mà không ai dạy. Nhưng mà khi nào anh chị dạy em lừa đảo, xong anh chị lừa luôn em không? Mày đi. Ây. Chị hai. Tao cho mày một cơ hội. Ngày mai có một chuyến xe từ Đồng Tháp lên Sài Gòn. Khách sẽ đến quán của má Lâm uống. Mày chỉ cần lấy họ tên, quê quán, thông tin của 5 người. Mày lấy được, tao cho mày đi với tao. Chị hai nói đó nha. Dễ mà, tao tin mày làm được. Anh Sơn, 42 tuổi, làm bốc vác ở Hồng Ngự, lên Sài Gòn chữa bệnh. Còn chị Hương, 35 tuổi, Sa Đéc, lên Sài Gòn thăm bà con. Bà Sen, 53 tuổi, lên Sài Gòn thăm con trai học đại học. Anh Bằng, 35 tuổi, vừa bán đất ở dưới quê, lên Sài Gòn lập nghiệp tìm cơ hội đổi đời. Và cuối cùng là chú Dần, 46 tuổi, là nông dân lên Sài Gòn định làm xe ôm. Ê, xí, mày tua ngược lại cái coi. Tua ngược. Tua lại. Đời đổi. Tua nữa. Hội cơ. Nữa. Tìm nghiệp. Nữa. Lập Sài Gòn. Nữa. Lên. Tìm nghiệp trước là mày á. Bị gì vậy, mày điên hả? Anh kêu tua ngược. Em. Cho chị nữa mày nó mặc cái nè. Mày nó bị não hay gì mày. Ê, mày tua nguyên một câu được không? Đời đổi, hội cơ, tìm nghiệp, lập Sài Gòn. Ê, mày điên rồi, mày điên thiệt rồi. Ê, bây giờ đừng có tua, mày đọc nguyên một câu đó, mày đọc xuôi cho tao. Anh Bằng, 35 tuổi, vừa bán đất ở dưới quê, lên Sài Gòn, lập nghiệp, tìm cơ hội đổi đời. Không phải là cơ hội đổi đời của anh Bằng đâu. Cơ hội đổi đời của bốn đứa mình đó. Khoanh lại. Gạch đích. Gạch hai đích. Mèn, mèn đét ơi. Mèn đét mèn, mèn đét ôi. Ôi chú cha. Chị he. Ôi chú cha. Ôi chú cha. Nè con bị gì vậy? Bị trúng gió hả? Dạ không.
Con đâu có bị gì đâu. Bị ngải giật đó mà. Thiệt không? Hèn gì. Không, con không sao hết mà. Nhưng mà tối rồi, má ăn nhanh, má vô nghỉ đi kìa. Ừ. Phải anh Bằng không? Phải anh Bằng không? Đúng rồi. Em bé Tám nè. Em bé Tám ở dưới Hồng Ngự nè. Tám. Ở nhà bà Năm nó nhớ không? Cái món mang gói đỏ đỏ đầu đường đó, đầu hẻm nó nhớ chưa? Ở Hồng Ngự, phải không? Mèn đét ơi, giờ này lên Sài Gòn bảnh tỏ đẹp trai quá nha. Lên đây làm ăn phải không? Trời ơi, Sài Gòn làm giàu dễ lắm anh ơi. Ủa, em có cách nào làm ăn không chỉ anh đi. Thôi em biết thì biết nhiều chứ, nhưng mà ngại lắm, chị cũng đi, bày anh đi mà. Thôi sao chị được anh ơi, chị được. Em nghĩ tình Đồng Hương, em chỉ anh đi. Nể lắm á, nể Đồng Hương mới chỉ nghe chưa. Em có người quen nằm trong công ty xổ số. Người ta tuồn số ra cho mình đánh đề. Biết đánh đề không? Đánh rồi phải không? Chiều ngày mai anh ra đầu hẻm có bà Sáu đánh số 60. Em đưa anh 2 triệu, thắng anh lấy 10%, còn lại gửi em trả lại người ta. Quá dễ mà phải không? Em ơi, tiền đâu? Để anh còn đi đánh nữa. Em đang kẹt xe lắm anh ơi. Đợi chút, đợi chút em tới liền. Em đã nói rồi, kẹt xe lắm mà còn bị bẻ bánh nữa. Đợi em tí, em tới liền nha. Tới chưa em? Em đang bị bể bánh là đang dừng lại sửa này, đợi tí em tới liền. Còn không á mà chết rồi chết anh ơi. Bây giờ mấy giờ rồi? 4:25 chết rồi, không được sắp sổ rồi. Bây giờ anh quánh trước đi, rồi em đưa lại anh tiền. Rồi đồng hương với nhau mà, bây giờ anh muốn trước đi rồi lát nữa hả em trả lại tiền này anh nha. Rồi giỡn hoài, tiền. Anh không biết tiền gì đâu anh. Tiền đề chứ tiền gì? Đề em chưa có đánh. Mày điên hả? Em gái tao lại nó cho mày số đâu, chi mày đừng có dốc với tao. Lẹ đi. Em chưa có đánh thiệt. Lẹ. Em chưa có đánh thiệt. Em mày có bị điên không? Nó sổ ra con đó mày kêu không đánh, không đánh thì sao? Giờ mày tính quỵt hả? Lẹ nha. Em nói thiệt là em chưa có đánh. Nhìn gì hả? Đi chỗ khác chơi mày! Ủa mày giỡn mặt với tao hả? Mày nhìn cái gì? Đồ thứ cô hồn cắt đảng, mày đi đâu hả? Đi cái này mày! Quỷ sứ à! Cô hồn! Ba má mày, ông nội, ngoại mày biết chạy mày hả? Có đánh em có cái tiền anh lấy em lên à, anh lấy đỡ, anh lấy đỡ từ đầu vậy đi.
Má, tao chơi đề thiệt. Mà tao ghét với mấy thằng lừa đảo như mày. Làm ăn chân chính nha bạn. Không phải dưới quê lên làm gì làm được đâu. Sao chú? Ngon như phở đặc biệt không? Ngon. Mà sao anh biết là số 60? Vậy mày cũng phải hỏi hả? Cái bí quyết chính là... Thôi anh thôi. Vậy là không ra số 60 thì sao? Xui thôi. Sao nói nó dậu? Bây giờ lại hết như đây. Lấy gì nó xấu? Tao đâu quan tâm. Em mới nói gì? Ủa? Mày đá gì mà nhân đạo quá vậy? Ra cùng mẹ đứng đá nhau nha. Ủa tao đâu có sự lựa chọn đâu. Có kiểu nào kiểu đó thôi. Người già đó cho mày ăn hoài. Hay muốn chết đói? Ai nói với anh hết người giàu? Ê, từ từ sẽ biết.